2 tỷ đồng đầu tư như thế nào để tránh trượt giá trong thời điểm hiện tại? Xin chào quý anh chị và các bạn, tôi là Phạm Ngọc Hà. Nếu như anh chị đang có trong tay số tiền 2 tỷ đồng tích lũy sau nhiều năm làm việc thì thời điểm hiện tại chưa biết đầu tư vào đâu hoặc chưa kiến thức về đầu tư, xung quanh chúng ta đã có rất nhiều người thành công và giàu có lên từ việc đầu tư, cho nên là chúng ta cũng muốn tham gia vào cái việc đầu tư làm sao để gia tăng cái giá trị của cái số vốn chúng ta bỏ ra và tích lũy thêm những cái kinh nghiệm cho bản thân. Thì hôm nay tôi xin làm một video chia sẻ với quý anh chị và các bạn một trong những cách để chúng ta có thể đầu tư một cách thông minh và hiệu quả trong cái thời điểm hiện tại. Như chúng ta đã biết, năm 2022 này thì tỷ lệ lạm phát rất là cao. Đó, do tình hình dịch bệnh vừa rồi, nó sẽ kéo theo rất nhiều những cái hệ lụy từ trên toàn thế giới chứ không phải riêng của Việt Nam. Thị trường chứng khoán thì chưa ổn định, rồi là bất động sản thì giá thì đang cao, thanh khoản khó. Chúng ta cần phải cực kỳ thận trọng khi đưa ra những cái quyết định đầu tư để làm sao mà tránh được cái việc mà rủi ro này, mất tiền, mất thời gian và thậm chí là có thể là mất hết nếu như chúng ta không biết đầu tư đúng cách. Tuy vậy thì Việt Nam vẫn được đánh giá là một môi trường đầu tư khá là tốt, vẫn đang trong quá trình phục hồi do rất nhiều cái gói kích thích kinh tế và là vẫn là một cái môi trường mà thu hút rất nhiều những cái vốn đầu tư từ bên nước ngoài vào. Thì tại sao chúng ta ở ngay trong Việt Nam đây mà chúng ta lại không tận dụng những cái điều như vậy để chúng ta đầu tư và chúng ta có thể là dễ dàng theo dõi những khoản đầu tư của mình nhé. Nếu như anh chị đang có trong tay 2 tỷ đồng và sau nhiều năm tích lũy thì cái yếu tố số 1 chúng ta cần phải ưu tiên đó là sự an toàn, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cũng vừa mới đầu tư và chúng ta cũng vừa mới tìm hiểu những cái lĩnh vực nó không phải là cái lĩnh vực chuyên môn của mình, thì chúng ta phải đặt yếu tố an toàn lên đầu tiên. Có thể như thế này, chúng ta có thể là tạm gọi là chia ra làm ba cái giỏ. Nó có cái giỏ là giỏ đầu tư an toàn hay còn gọi là cái giỏ đầu tư phòng thủ đi. Cái giỏ thứ hai là cái giỏ đầu tư trung hạn và giỏ thứ ba là giỏ đầu tư dài hạn. Thế thì một số gợi ý, đấy là gợi ý mà tôi có thể đưa ra cho quý anh chị và các bạn. Thứ nhất là về cái giỏ đầu tư phòng thủ thì chúng ta có thể là gửi 400 triệu, cân nhắc là gửi 400 triệu vào ngân hàng. Đó, gửi vào ngân hàng là chấp nhận cái việc mà lãi suất nó có thể là thấp hơn so với một số những kênh đầu tư khác. Tuy nhiên là chúng ta có thể là linh hoạt rút ra nhanh để chúng ta có thể là xử lý những công việc cần gấp rút của gia đình, hoặc là có những cơ hội đầu tư tốt chúng ta có thể có tiền chúng ta vào ngay, tránh cái việc mà bỏ lỡ cơ hội rất là phí. Đó, thì cái này là cái giỏ thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giỏ đầu tư trung hạn. Thì hiện nay thì nếu mà đầu tư trung hạn, chúng ta có thể nghiên cứu là đầu tư về cái thị trường cổ phiếu. Đó, thế nhưng mà thời điểm này thì chúng ta không nên, thứ nhất là không nên chọn những cái loại hình cổ phiếu đầu cơ hay là loại hình cổ phiếu giá rẻ, mà chúng ta hãy thiên về cái giá trị thực, đó là đầu tư vào những cái cổ phiếu mà công ty họ thực sự là mạnh và đang có những cái vấn đề là kinh doanh nó tốt, chứ không phải là theo cái hướng đầu cơ hay như đợt vừa rồi nữa, năm ngoái nữa. Ví dụ như là doanh nghiệp có thể là có lợi nhuận tốt trong 2 năm gần đây, kế hoạch lợi nhuận năm 2022 thì khả thi và có thể là rất là tốt. Một số lĩnh vực chúng ta có thể tham khảo, ví dụ như là ngân hàng này, y tế, dược, logistics và bất động sản công nghiệp. Đó là những cái nhóm cổ phiếu được đánh giá là sẽ có thể là phát triển tốt trong năm 22 và thậm chí là có thể về sau nữa, bởi vì đây là những cái ngành mà đang thực sự là đóng góp rất nhiều cho cái việc phát triển kinh tế xã hội bây giờ. Cái giỏ đấy thì chúng ta có thể là 400 triệu, rồi cái giỏ là đầu tư an toàn thì chúng ta là 400 triệu, rồi cái giỏ đầu tư trung hạn chúng ta cũng có thể là 400 triệu. Vậy chúng ta còn 1 tỷ 2 nữa. 1 tỷ 2 thì chúng ta nên đầu tư vào đâu ạ? Chắc chắn là quý anh chị có thể nghĩ ra rồi, đó là chúng ta có thể đầu tư vào bất động sản, đúng không ạ? Vâng, thì bất động sản thì thôi, đúng rồi, bất động sản, nhưng mà bất động sản ở đâu và đầu tư như thế nào, nó mới là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đi giải đáp. Đó, thì với một số vốn nhỏ như thế này thì chúng ta chỉ có thể là tập trung vào đầu tư vào cái khu vực vùng ven nhưng không quá xa nội thành. Thứ nhất là bất động sản chúng ta phải đảm bảo cái việc là cái sự linh hoạt và giá cả vừa phải. Giá cả vừa phải vì sao? Bởi vì số vốn chúng ta rất là ít, không có nhiều, không có thực sự là quá nhiều, và linh hoạt là chúng ta có thể thanh khoản một cách dễ dàng. Đó, chúng ta ra hàng rất là dễ,
Bởi vì là sao, chúng ta cũng mới tham gia cái thị trường thôi, cho nên là chúng ta mà vấp vào ngay những sản phẩm khó bán, khó thanh khoản thì rất là mệt mỏi và đau đầu, và thậm chí là có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Thế thì là quý vị và các bạn hãy nghiên cứu những cái mà cái sản phẩm mà thanh khoản chậm, chúng ta có thể là không ưu tiên trong thời điểm này. Bởi vì sao, 2022 từ giờ đến cuối năm có thể là không phải là cái thị trường dành cho việc lướt sóng bất động sản nữa. Chúng ta đầu tư bây giờ thì phải tới 12 tháng và thậm chí là 3-5 năm nếu chúng ta kiên trì thì sẽ có một lợi nhuận rất là tốt. Chứ nếu mà chúng ta đầu tư vào cái hình thức là lướt sóng thời điểm này, khả năng là nó sẽ không có quá nhiều hiệu quả, nó không còn như những năm trước nữa, do rất nhiều chính sách của chính phủ và chính sách của ngân hàng rồi là địa phương. Thì là trên đây là những cái một số những chia sẻ cơ bản để cho quý anh chị và các bạn có thể tham khảo nếu như chúng ta đang có một số vốn trong tay muốn đầu tư, có thể là muốn gia tăng thêm cái tài sản của mình mà không muốn nó bị trượt giá theo thời gian. Bởi vì là lạm phát đang rất là cao, thế cho nên là chúng ta ai cũng biết và chúng ta muốn đầu tư, tuy nhiên là đầu tư như thế nào, thì đó là một kênh để quý anh chị và các bạn có thể tham khảo. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu thấy hay, chúng ta hãy chia sẻ tới bạn bè của mình, có những người mà đang vẫn có nhu cầu, cũng muốn đầu tư, để mọi người có thể biết, tham khảo, cùng nhau đầu tư và có thể là mang tới cái sự thịnh vượng, rồi là những cái mà phát triển bản thân chung, không chỉ cho một mình chúng ta và tất cả bạn bè người thân xung quanh chúng ta đều giàu có và phát triển lên. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị anh chị và các bạn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo. Xin cảm ơn.